Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Văn Triều Gia Đình của mình nha. Cái này là cái gói hàng của khách gửi mình. Bây giờ sẽ làm một món hàng khác nha. Và gửi mình cái này là, mọi người xem cái này là cái gì trong này mình cũng chưa biết. Khách mới gửi tới, mình mới nhận rồi mình xui ra coi thử cái này gì. Một đôi bông. Bông gì đây? Cái này là cái gì đây? Và một cái lắc. Đây. Một cái lắc này. Giờ sẽ đi nấu làm lại cặp nhẫn cưới và một chiếc nhẫn nam nha mọi người. À, cái này là khách gửi mình. À. Cái này là bạc của người ta nên là mình sẽ lấy bạc mình làm nha. Còn cái này, bạc này không biết là bạc bao nhiêu, đây cũng không có dấu gì hết. Ok, mình sẽ lấy bạc mình và làm nha mọi người. Và cái lắc này mình sẽ thu lại với cái giá nó hơi thấp hơn, tại vì đã vô vẫy rồi mọi người. Vô vẫy hàng đồ, giờ mình phân kim, nấu lại phân kim ra làm cái mới lại, nên là mình sẽ thu nó sẽ thấp hơn là cái giá thị trường. Đó, mình sẽ cân lên bao nhiêu và sẽ thu nó vô và lấy bạc của mình làm nha. Chứ lấy bạc này làm những cái món đồ đó thì nó sẽ đen. Và sẽ làm một chiếc nhẫn kiểu và cặp nhẫn cưới nữa. Nhẫn cưới mình sẽ làm sau. Và đây là cái chiếc nhẫn hồi trước là chiếc nhẫn vàng mọi người. Mình làm tay mà làm bằng vàng nên là giá công nó sẽ khác. Bây giờ mình sẽ vỉ ba đơ lại nha. Chứ còn làm tay thì khó lấy tiền công lắm. Nếu mà làm tay như kiểu này thì lấy cái lắc kia làm sao mà lấy đủ tiền công được mọi người. Chắc anh em làm trong nghề cũng hiểu rồi đó. Nên là sẽ vỉ lại nó rất là nhanh. Chứ giờ làm công lại làm cái mẫu này ra nó rất là tốn thời gian làm tay á. Rất là tốn thời gian, tại chiếc kia ngày trước mình làm tay nên là chỉ mà làm vàng nên là giá công nó cao hơn, mà nó bằng cái lát bạc kia là chắc không đủ tiền công nữa rồi đó. Anh em làm đông nghề chắc cũng hiểu, nên là mình sẽ vỉ ra rồi in đi đúc về xong rồi mình sẽ làm nguội nó rất là nhanh. Và cái hàng này á, mọi người xem cái hàng này làm bạc nhưng mà làm rất là kỹ. Okay. Mình phải làm từ cái nét cái đai đến cái ô hộp. Và cái ô hộp này mình sẽ làm nó dày hơn. Cho mọi người thấy không? Bạc đi đúc giờ nó rất là đẹp nha. Không phải giống như bạc 925 ở ngoài đâu. Và mình làm rất là kỹ từ cái nét vuông và nét xích nét hai bên. Làm vuông góc cạnh rồi ráp ổ vô, trước khi ráp ổ rồi đánh bóng ổ rồi trước, làm giống như chữ hàng sòn luôn. Đó, làm nguội rồi xong xuôi hết rồi chị ráp cái ổ này vô nha mọi người. Và em nó kiểu như muốn làm một cái video để kỷ niệm á, cái này là tặng người yêu nè. Đó, làm cái video để mình dựng cái video thì hàng vô nó cũng hơn là làm đánh bóng là đi đập về tốn nhà cuông rồi chắc ra rồi hàng vô làm mấy cái tròn lớn này là còn cái kiểu nặng này thì nó rất là kỹ, tại vì nó tặng kiểu như giống như nhẫn cầu hôn á mọi người.
khô mà làm nó xách hàng từ cái ổ, chứ không phải là nó bóng ở trong ổ luôn. Là những đá nó là sáng chứ ngoài giống như hàng bạc nó ngồi thì giá nó sẽ khác nhau. Đây là một cái thành phẩm của cái nhẫn kiểu nha mọi người. Nhẫn kiểu này mình làm ra rồi mình đánh bóng lên và hoàn toàn không si hay là không mạ lên lớp gì hết nha. Chỉ đánh bóng thôi. Mọi người xem những cái video trước của mình đó, thì thấy cái hàng nước bóng hay là nguội của mình đó, rất là kỹ nên hàng đánh lên rất là đẹp và sắc nét nha. Tại vì mình nhám rất là kỹ. Còn đây là cặp nhẫn cưới của Trung với em nó luôn nè. Sẽ lên clip sau nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều và nhớ đăng ký kênh và like share ủng hộ mình nha. Còn có đặt hàng thì inbox qua Zalo mình đỡ số Zalo ở phần mô tả hoặc giới thiệu kênh nha.